Tối ngày 20 tháng 7, chuyến bay của hãng Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chở theo 197 người dân Bình Định đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, đã hạ cánh xuống sân bay Phù Cát, Bình Định. Đây là chuyến bay đầu tiên trong kế hoạch đưa 1.000 công dân Bình Định đang gặp khó khăn tại các vùng dịch phía Nam về quê. Lực lượng chức năng bố trí trên 10 xe khách kèm theo các xe công vụ, xe cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa đón các công dân trở về khu cách ly. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã đến đón những người dân trở về trong chuyến bay đầu tiên. Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế để tham mưu xây dựng các kế hoạch tổng thể để đón bà con về với cái phương châm là đảm bảo cái sự an toàn tốt nhất cho bà con. Hiện nay thì tất cả các công tác chuẩn bị đón bà con tại khu cách ly thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như là Sở Y tế của tỉnh đã chuẩn bị hết sức là chu đáo, và chúng tôi hy vọng rằng là sau khi mà đón cái đoàn đầu tiên thì tỉnh sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để chúng ta đón 3 đoàn tiếp theo cho nó chu đáo. Tất cả người dân Bình Định trở về trên chuyến bay đều rất yên tâm, được cán bộ y tế, nhân viên hàng không hỗ trợ, đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19. Một số người dân chia sẻ, ban đầu tâm trạng họ khá căng thẳng, nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa. Họ vô cùng xúc động khi quê hương bố trí máy bay và hàng loạt phương tiện để đón họ trở về. Trước khi đón người dân lên chuyến bay, ngành hàng không đã tổ chức làm xét nghiệm hoặc kiểm tra giấy test COVID-19 nhanh, hiệu lực 72 giờ trước khi bay. Khi trở về khu cách ly tập trung, các chi phí đi lại, xét nghiệm, ăn ở của người dân đều được tỉnh Bình Định tài trợ. Bình Định sẽ mở thêm 3 chuyến bay vào các ngày 23, 27, 30 tháng 7 để đón thêm khoảng 600 người lao động của tỉnh đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu về quê. Tất cả những người lao động được đưa đến cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội gồm Sư đoàn Bộ binh 31, Trường bắn Quốc gia khu vực 2, Trung đoàn Bộ binh 739, Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng An ninh tỉnh Bình Định, Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, Đại đội 19 Biên phòng Bình Định. Đến khoảng 21 giờ, công tác đưa đón người dân trở về quê đã hoàn tất. Người dân được đưa trở về khu cách ly tập trung để làm test nhanh COVID-19 lần 2.